Tiểu sử ca sĩ Bolero Di Phương. Di Phương sinh năm 1983 tại miền Trung nước Việt Nam. Hiện Di Phương sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Di Phương sinh ra trong một gia đình nghèo khó của tỉnh miền Trung. Gắn liền với tuổi thơ của anh là những tháng ngày lam lũ làm đồng cùng cha mẹ. Có lẽ chính vì cuộc sống ấy đã hun đúc nên trong Di Phương một chất giọng trầm sâu lắng mang mác nỗi niềm tâm sự. Du Phương sớm ra đời bươn trải nhiều công việc khác nhau. Trong đó nghề chính của anh là thợ xây dựng. Với Di Phương sở thích được hát và nghe các bản nhạc trữ tình đã gắn liền với tuổi thơ của mình. Những lúc rảnh rỗi anh thường nghe và ngân nga theo các giai điệu bolero. Với niềm khát khao được hát các ca khúc nhạc trữ tình bolero nên năm 2019 Di Phương thử thách bản thân khi tham gia cuộc thi sàn chiến giọng hát. Và may mắn đã mỉm cười khi anh giành giải nhất của cuộc thi. MV Qua Cơn Mê đã gắn liền với tên tuổi của anh khi nhận được hàng triệu lượt xem. Từ đây Di Phương được mệnh danh là thợ xây triệu view. MV triệu view Qua Cơn Mê trên YouTube đã làm mưa làm gió trong một khoảng thời gian dài, nhưng mọi thứ sau đó lại đảo ngược theo tình trạng xấu hơn khi cha anh qua đời, không một ai mời đi hát. Muốn đi làm thợ xây cũng bị từ chối vì ai cũng nghĩ giờ anh đã nổi tiếng. Để tiếp tục theo đuổi con đường ca hát mà niềm đam mê dòng nhạc bolero của mình, Di Phương vẫn bám trụ tại Sài Gòn và đang ở nhờ tại một ngôi chùa ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh cũng thường xuyên về quê lo cho một người chị tâm thần đã hơn 40 tuổi cùng mẹ già và con nhỏ. Di Phương đã lập gia đình nhưng vợ anh cũng đã bỏ đi mà theo Di Phương có thể do mình quá nghèo. Có thể nói, tình yêu và sự tận tâm với nghiệp ca hát đã làm cho Di Phương không đầu hàng trước những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Và một lần nữa cơ duyên lại đến khi anh được trung tâm giọng ca Để Đời mời làm cộng tác. Từ đây tiếng hát của anh được chấp cánh đến với khán giả nhiều hơn. Và hơn hết tại trung tâm giọng ca Để Đời là nơi quy tụ để cho những ca sĩ tự tin tỏa sáng tài năng và niềm đam mê ca hát của mình với dòng nhạc bolero chuyên trị. Như một bước ngoặt của cuộc đời, tiếng hát của Di Phương được khán giả ủng hộ đông đảo khi các ca khúc của anh có tới hàng trăm, hàng triệu lượt xem trên nền tảng xã hội YouTube. Các ca khúc đã đi vào lòng người và thành công khi anh thể hiện như Qua Cơn Mê, Thị Trấn Về Đêm, 10 Năm Tái Ngộ, Đa Tạ, vân vân. Chúc cho Di Phương luôn may mắn và thành công trên con đường sự nghiệp mà mình lựa chọn.